Bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên để chạy máy. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm chiếc máy mài cầm tay Oshima M650. Sản phẩm này thì được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản, với giá thành phù hợp thì đang được rất là nhiều người tin dùng hiện nay. Chiếc máy này thì sử dụng điện 220V 50Hz, công suất là 650W, tốc độ vòng quay tối đa lên đến 11.000 vòng trên 1 phút và trọng lượng của máy thì rất là nhẹ, tầm khoảng 2kg. Bây giờ chúng ta sẽ mở thùng ra để xem bên trong chiếc máy này như thế nào. Bên trong hộp máy khi khui ra thì chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một cặp chổi than để thay thế. Đây là tay cầm phụ của máy. Đây là ốp bảo vệ. Đây là một chiếc khóa để chúng ta thay đá mài. Và thân của chiếc máy mài M650. Đây là chiếc máy mài của chúng ta, thiết kế rất là bắt mắt. Phần trên này thì được thiết kế bằng kim loại, dưới này thì được thiết kế bằng nhựa và cầm rất là vừa tay. Trên thân máy thì chúng ta thấy đây là hai chiếc khóa để kẹp viên đá mài. Đây là chốt khóa trục dùng để thay đá. Phía sau này thì chúng ta sẽ có công tắc để tắt mở máy. Đây là hai bên để chúng ta thay chỗ than. Trên này thì có thông số kỹ thuật của máy Oshima M650, công suất là 650W, tốc độ vòng quay tối đa là 11.000 vòng trên phút. Đây là toàn bộ thông số kỹ thuật của máy. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp ốp bảo vệ. Chúng ta đưa vào như thế này và dùng tu vít siết chặt ốp bảo vệ lại. Tiếp đến thì các bạn lắp tay cầm phụ. Tay cầm phụ thì các bạn có thể lắp được cả hai bên, tùy theo các bạn thuận tay nào thì các bạn lắp tay cầm phụ vào tay đó, vặn và siết chặt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp viên đá mài vào. Đây là viên đá mài của chúng ta. Chiếc máy này thì sử dụng viên đá mài 100mm. Chúng ta sẽ mở ra và đặt viên đá mài vào. Sau đó thì chúng ta bấm khóa chốt để giữ. Dùng khóa để siết chặt vào. Các bạn lưu ý là siết thật chặt để tránh viên đá bị tuột và gây tai nạn cho người lao động. Bây giờ tôi sẽ cắm điện và test thử chiếc máy này. Trước khi các bạn cắm điện thì các bạn lưu ý là luôn luôn bật công tắc về vị trí không, có nghĩa là tắt. Vì nếu khi bật về vị trí mở thì khi cắm điện vào máy sẽ chạy rất là nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên để chạy máy. Máy
có tốc độ vòng tua lên đến 11.000 vòng trên phút, nên là rất là việc mài cho các bề mặt kim loại rất là dễ dàng. Vâng, và như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy mài cầm tay M650. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến xem máy trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.